cả nhà xem qua cái quần ăn mặc này. Chỗ này thì nó rách vậy luôn anh hả? Rách lủng luôn. Quần không có chun hả anh? Không Giãn hết rồi hả? giãn hết rồi. Trời ơi. Rồi anh mặc đi làm. Ừ. Sáng giờ chắc đói bụng hay sao mà tụt hết cả quần. Áo thì anh mặc áo cũng áo từ thiện, áo bà con cho đoàn từ thiện người ta cho áo cả nhà. Đó. Áo này là áo của mấy chị em nha, mấy cô. Không mấy đồng bào. Dạ. Có đè không? Có đè chân không? Không. Được. Ước bao gạo để đó đi. Ủi, cắt đi. Không sao, từ 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 từ, cứ bình tĩnh. Ồ, trơn trơn, từ 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 từ. Ơi. Trơn quá. Ướt thì thôi thôi. Không có đè chân phải không? Không. Trơn quá, trơn quá. Không sao, từ từ. Quan trọng giỏ đồ thôi, quan trọng giỏ đồ. Đó, từ từ đi, để đó, để đó. Ngã ngựa rồi cả nhà. Hôm nay mấy chú cháu bị ngã ngựa. Cái đường này tôi đã thắng rồi. Tính theo đường đường này nè. Yeah. Nó trượt đó. Từ từ. Đã tôi đã thắng rồi, đập thắng là cái bé qua bên đây rồi, không là nó ôm cua rồi. Cũng may là cái cũng may là cái giỏ nó chưa nằm dưới ống nước. Rồi không sao. Một tí sự cố thôi. Tiếp tục hành trình. Đây rửa khúc này này. Đập 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 xuống, đập xuống. Chưa, từ từ. Không gấp. Không gấp, không gấp, từ từ. Lầy quá. Ông đã ông trong chân vô đây đâu tại. Lầy quá, lầy quá. Trượt á, trượt á. Hành động nước ướt nhẹp hết. Mũi quá. Mến chào cả nhà thân thương. Quay trở lại với Mạng Nhỏ kênh Sumac Vlog nha. Sáng giờ Sumac cùng anh Đồng với chú Tiệm vượt một cái chặng đường rất là khó đi cả nhà. Để đến cái hoàn cảnh ngày hôm nay của anh trai ở đây. Cái đường nó khá là lầy lội luôn. Anh Đồng anh đi anh té ở ngay cái úng nước rất là thương luôn. Cả nhà thân thương, thì ngày hôm nay Sumac tới đây được bà con, người đồng bào Rắc Lây họ giới thiệu cho một hoàn cảnh hết sức là khó khăn và cũng rất là tội cả nhà. Ngay phía đằng sau lưng Sumac này, đó là cái căn chòi của anh trai ở đây. Anh ở trên này có một mình thôi. Và Sumac cũng được biết là anh không có căn nhà ở dưới làng. Và anh lên trên này anh ở trong một cái căn chòi, nó khá là mục nát rồi cả nhà. Căn chòi ngay đằng sau lưng Sumac này. Nó không có cái vách tre gì hết á. Ở dưới đây á, những cái vách đó nó cũng khá là mục rồi. Nhưng mà cái căn chòi này nó nằm sát mặt đất luôn cả nhà. Bây giờ mời cả nhà theo Sumac vào để trò chuyện với anh và tìm hiểu hoàn cảnh của anh xem sao nha cả nhà. Trong này á, nó muỗi nhiều á. Trên rừng á cả nhà. Trên rừng nó muỗi nhiều cho nên Sumac phải mặc áo như này này. Muỗi nó cắn. Rồi, anh đang trong đây cả nhà ơi. Đi vào trò chuyện với anh trước đi. Dạ, em chào anh. Anh mới đi đâu về thấy mồ hôi mồ kê nhiều anh? À, đi làm cỏ. Đi làm cỏ hả? Ừ. Dạ. Anh ơi, anh ngồi đây với em nè. Ngồi nghỉ mệt tí cho khỏe anh. Anh tên gì anh hả? Ương. Dạ? Ương. Anh Ương hả? À. Anh Ương,
Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh Ương? À, 40 mấy tuổi, sinh năm 77, à 78. 78, dạ. Anh ở trên này có một mình hả? Có một mình. Là cái ở đây là nhà chính của mình luôn hả? Nhà chính luôn. À, một mình anh ở trên này thôi. Dạ. Anh có gia đình gì không? Có gia đình chứ, lúc đó có gia đình, lúc bà già còn sống á. Có, giờ mà vợ đi, bỏ đi làm xa. Mà con cái gì con theo... Theo mẹ luôn hả? Theo không, theo bà dì, theo ngoại, bà ngoại. À, theo giờ, bà ngoại. Giờ là vậy giờ... Là vợ giờ, bỏ đi xa rồi, bao năm rồi anh? Đi từ ngày... Từ năm... Năm 2019. Dạ, 2019. À. Là anh ở một mình ở trên... Gần trên núi này luôn hả? Ở trên này là từ 2022. Dạ. Ở trên này. Ở còn bà già sống, còn con bữa con ở dưới làng. Dạ. Chỉ bây giờ bà già mất rồi, giờ đất đai giờ không có đất nữa. Giờ chính quyền giờ sang đất đó cho họ. Giờ à. Em giờ giờ lên trên này ở luôn trên này luôn. Trên này ở trên này luôn. Anh lên đây anh ở công việc anh làm ở trên này là anh làm những cái gì anh ơi? Làm cũng trồng chuối, trồng bắp, dừa bắp không lên nổi, bị đá sỏi không nè. À, theo đấy. Dạ. Làm cũng làm thi xác, giờ đó mới làm rào lại, giờ về xung quanh đó, bò, trồng chuối, dừa bò người ta cũng phá vô phá, mình không có bò cho bò người ta không á. Dạ. À. Em thấy anh mặc cái áo này ở đâu đây? Quay cái áo anh mặc này. Cái áo này là áo của chị hả? Không, áo nhà, áo từ thiện á, từ thiện à, cho áo từ thiện. Dạ. Mặc lao động á. À, mặc lao động vậy anh hả? Ừ. Áo này mặc nó mỏng, nó mát hay sao anh? Đi mặc đại thí đi làm chứ. Dạ. Mặc áo đẹp giờ đi làm giờ sao nó cũng tiện giấy lắm, giờ à. Giấy không á. Ở đây em thấy có cái rựa này, cái búa. Đây là cái dụng cụ anh làm việc hàng ngày á hả? Làm ngày hả? À, búa này này mình đóng 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 giường rồi này kia hả? Đóng làm, đóng rào, đóng dĩa, có gì đóng hay miếng xài là mình có chứ. À. Không có là đi mua tay cũng khó lắm. Phải có gì. Cái này bán lại cho em đi. Hả? Bán lại cho em được không? Là cái gì? Anh có một cái rựa này thôi hả? Còn cái? À, còn cái nào không? À, cái này còn... cùn rồi nè. Rồi những cái lúc mà mình ở trên này mình làm á, thì anh làm cái gì để mình có tiền mình sống anh? Như mấy cái bán mấy cái trái chuối á. À, đâu có đi làm xa được đâu, giờ có ở trong cái chòi để khâu chứ. Đi làm thuê là muốn gì đi xa, giờ mình đâu có phải giờ khỏe có như năm xưa nữa đâu. Bị yếu, giờ bị tê chân, tê tay này. Tê hả? Tê. Là mình bị bệnh gì anh? Bị bữa trước là giờ có bà già ở trên rễ đây, xong giờ bà già bệnh, bệnh xong giờ cái ông kia, ông... giờ biểu giờ em ông bà già sao á, yeah. đi qua tạm xá, xong giờ cái ông đó giờ ông uống xăng uống say rồi, xong giờ biểu mình ông bà già sao ông đi chạy xe giờ tung cục đá à. Rồi tung cục đá xong rồi đứt xuống ngay cái mương lớn kìa. Yeah. giờ ông thì bà già cũng không biết bà già nữa. Chứ ông không biết, ông nữa là bị tắc thở luôn, bị hết luôn một bên phải này. Ai anh? Anh á, là lúc té, anh bị tai nạn đó hả? Té ra xuống, giờ không, ở nhà không có ai, bà già cũng bệnh. À. Giờ ông già nuôi ấy là ông già cũng bị lâm cẩm, giờ cũng khó lắm. Già và lớn tuổi hả? Ê, uống chú rượu, lớn tuổi hả? Uống rượu quá, giờ ông không biết gì này nữa, bây giờ cũng suy nghĩ, không tính toán cho bà già. Chứ mình phải lo chứ, mình là út ở nhà á. Giờ rốt cuộc đó giờ sao đi
biết đâu nữa giờ vợ nhà với bạn ở bên này Dạ. này bên trường xong rồi cố cố đi đâu có về kiếm mấy cái với đi tầm xa không có cho mình nhiều Dạ. đi không có cái xin đi đồ con giờ kiếm ra không có bảo hiểm Không y có giấy tế tờ hả? không có bảo hiểm y tế nữa giờ Giấy đi tờ tùy thân của anh là không có hả? nói kiếm ra lúc đó không có À, không có. kêu không biết ngõ nào giờ lúc đó bị bệnh bị nặng đó bị trả nặng sau giờ không kiếm được đôi đó cũng Giờ giờ sức đôi khỏe của lần mình không 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 tốt không anh tốt hả? như bữa trước đó đó đi làm xa được đi cũng giờ hay nắng thì chói mặt giờ nó bị tê nó đờ hết người luôn vậy À. cũng làm nắng quá giờ anh làm ở nhà cũng nắng quá thì mình nghĩ giờ cứ sáng giờ mồ mồ làm thì nó mát mẻ thì mới được Ở giờ trên này là anh chỉ có trồng trọt vậy rồi mình nuôi nuôi heo anh hả? nuôi heo Nuôi mấy con heo? mới mua 2 con kìa À, mua về nuôi heo anh mua hả? mua chứ Tiền đâu mua? tiền cũng đi làm thì là muốn á lúc mà còn người ta ấy là ấn mình á là người ta À. thiếu lúc đó mình làm sao có tiền người ta vay mình xong rồi Bây giờ còn xong tiền rồi không? này không có được mấy tháng để không đi làm gì nữa Dạ. ở nhà không Rồi bị tai nạn rồi không làm gì nữa giờ ở đây thôi. ừ ở đây không nha ở Dạ. đây còn ở đi đi ra đi vô À. Đi ra đi đi vô thôi. Anh nuôi heo ngoài đây heo đâu còn có nuôi gì nữa không? không Có nuôi gà, nuôi bò, nuôi dê gì không? bò không có dê không có Không có. bò bữa trước có bây giờ này chết hết bữa là không có tiền mua để mà nuôi nữa sinh sản À. nữa Bò hồi nước là hồi trước là nhà nước cho hả hay sao? không từ tiền mua hay là tiền bữa người ta mua đất ở gì đó là dư tiền á Dạ. mua mua nuôi lẻ Dạ. để mua nuôi lẻ bây giờ đất giờ có cỏ có gì nè sang ra lòng là cũng có tiền để mua mua cho Dạ. giờ trưởng là để tương lai chứ mà rốt cuộc cũng chết Con sao heo anh mua, hai con heo anh mua nhiêu tiền? hai con heo đó mua 1,5 triệu À, còn hai lại con 1,5 triệu hả? Giờ bán lại cho em được không? bán Bán đâu mới mua để em về nuôi đó để giờ chưa cũng ăn cũng mua để nuôi nuôi đó giờ chưa hả? chưa tin là bữa có tiền lại đi mua lại thêm nữa làm À, chuồng lại giờ cứ ai còn thuê đi làm có việc làm cái là có tiền dành dụm mua heo để nuôi thêm cho đẻ thêm hả? Dạ. Rồi rồi, 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 rồi giờ để lúc nào mua mua đi để hai con này bán lại em. Nói đùa chứ ta, thôi anh dẫn em ra em coi hai con heo của anh tí nha. Đi ra coi con heo tí cả nha. Trên này anh nuôi có heo à. Cái chân anh đi xuống mắt thấy nó cũng kiểu như nó bị gốc miệng về nó bị thẳng cho đó cả nha. Anh bị tai nạn đó, nó không có thẳng đấy, cái chân của anh đấy. Nuôi hai con heo trong này, to không anh? đó Ôi rồi, chút xíu à. loại heo đó nó mua ấy nó mới có Dạ. bán đắt Hai con heo. Heo này heo gì anh? cũng heo mình mà heo giờ cái heo giống heo ấy heo pha đó heo pha heo rừng á À, cũng dạng heo rừng ha. à. Cái mõm nó dài anh ha. À. Nhìn về thấy thương quá. Heo này đẹp chứ? Hai con heo này đẹp à. Giống kiểu lợn rừng đó cả nha. Nó hoang dã. Cho nên nó hơi nhát ha, nó hơi nhát người á. Dạ. nó như như bà gì gì cho ăn nó giờ không quen á Ừ. giờ nó cũng nhát nhà đủ canh gì cho nó ăn là nó chạy Bây giờ là để như nuôi thôi, không bán. bà gì chờ lâu như bà gì cho ăn bà gì này bà gì Dạ. để cũng sát với nhà này Nhiều khi mình ở một mình trên này có con heo nó cũng đỡ buồn anh ha. Nó cũng đỡ buồn. rồi Hồi nãy anh nói với em á, là cái đồ anh đang mặc á là đồ từ thiện cho hả? dạ Dạ, cho mình được bao nhiêu bộ đồ anh? à, lúc đó cho được cũng được mấy bộ 4-5 bộ á À. Cái này chắc là anh vô rồi anh lấy đại thôi đúng không? người ta cho gì lấy Cho gì lấy đại đấy hả? à Dạ. Cái cuộc sống của anh nó cũng thiếu thốn đủ thứ cả nhà.
Ở trên này á, cái món ăn hàng ngày của anh á là mình ăn cái gì anh? Ăn có ăn tầm bậy tầm bạ không chứ giờ đâu có gì đâu. Để về mới trong canh đậu canh gì ăn tạp táp mà. À, ăn đồ rau rừng vậy hả? À, giờ ăn mấy là đồ đủ gì có gì ăn đó. Đồ đủ luôn hả? À. Có gì ăn đó hả? Có cơm không anh? Có, cũng ăn cơm, ăn cơm ăn giờ đây là mấy chồng mấy gì đây để giờ nó mới phát triển chứ bữa trước giờ sống cũng ở dưới làng bữa mình được mình có việc để đi làm con chuyện thì mình không có khổ như bây giờ. Cái bữa đó là mình đi ra xong xuống. Giờ này là hay khổ mình đi làm xa thì không được này. À. Như vậy cho mới ở nhà ở trời này giờ đồ bậy bạ đấy. Dạ. À, bậy bạ vậy thôi. À. Rồi ăn uống cũng ăn bậy bạ rau rừng đồ này kia ăn đấy cơm vậy hả? Được. Nhà còn gạo không anh? Rồi gạo cũng chiều cũng chạy xuống dưới làng ấy. À. Chứ mới nấu về cho heo giờ mình ăn giờ mua lần có mua 5 kg mua 2 kg về ấy. Giờ mua nhiều cho mình để đây lỡ mình đi á đi dạ. Giờ rừng này nọ đi một chút á về đi rừng hả? Chờ, đi lên rừng hả chờ mấy người nó không vô hay bị nó lén giờ mua nhiều nó về nó mất giờ, hả mất à. nó lấy trộm lấy trộm chứ giờ cái nếu mà cái làm choi mà có cái dách có nhà khóa cửa cái này nọ là mình mới dễ mình có mình còn tiền không? Không có một đồng nào nữa. Không có một đồng nào. Rồi sao đi mua? Đây là đi thiếu. Mua thiếu hả? À, mua thiếu cái nào là gửi lại gì, mấy quán quen gì, mới cho chứ. Không quán quen gì không có cho. Thiếu nhiều chưa? Không, ít hả. Thiếu bao nhiêu rồi? Thiếu cũng được dài vài trăm vậy. Vài trăm hả? À. Còn những lúc mà không có tiền mà mua không có gạo thì anh ăn gì trên này? Gạo thì mình cũng đi... muộn với bà dì cũng gần đây bà dì hay là cũng đi mượn hả đi mượn à giờ mình không có kịp đi quán á dạ. Giờ mình mới đi ra giờ hỏi bà dì ơi giờ con hết gạo ăn cho con về mấy ký vậy á dạ rồi hôm nay em tới cho em xin bữa cơm được không à, cơm còn trong đó có đủ gạo cho em ăn không có còn đó hả có cơm còn đó à, cơm ăn với cái gì anh ăn bị bà ăn măng gì có măng ăn măng có ăn tùm lum mà ăn tùm lum hả hôm nay anh tính anh ăn cơm với gì à, ngày đây à cũng dạ. Ăn cơm với canh măng đó hôm măng lại măng mấy bể ngày hôm qua măng mình bẻ trên rừng hả trên núi đâu mấy cái khe cái chỗ nào tùm lum này nè à. Để... chỗ nào mình thấy có măng là mình bẻ hả yeah. Bẻ đủ ăn trong ngày thôi ừ. Ở đây mình có bẻ măng bán được không anh ở đây có chứ mà giờ cũng đi trên làng cổ kia trên núi kia à. Trên này á vào cái mùa nắng á vào cái mùa nắng 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 gắt á mình có đi nhặt phân bò rồi này kia mình bán được không anh ở đây là chứ nói với em đi ngày nào cũng có nắng giờ mới đi nhặt phân bò không á giờ đi bán một bao 21 ngàn ba 21 ngàn à, về không á đi nhặt phân bò à, như vậy quán mới cho ấy mình thiếu này thiếu kia á à. Anh vậy mới được nếu không mình đi không nhận phân bò này thì họ có đâu mà cho vài cho à. Thiếu vậy nói chung là ở dưới làng á bà con người ta thấy anh hay chở phân bò xuống dưới anh bán rồi người ta thấy mình đi nhặt phân bò bán có công việc người ta mới cho thiếu đúng không? Dạ. Yeah. À phân bò là anh nhặt anh phơi xong bắt đầu là mình phải chở xuống mình phải khiêng xuống hả? Khiêng xuống làng. Đi. Hay là người ta lên trên này người ta mua? Không, chở xe máy bữa xe đạp có xe đạp thôi mà đây không có xe đạp nữa xe đạp mất rồi. À. Giờ còn có xe máy. Giờ... cái xe mà anh đang phụ bạt ở kia hả? Yeah. Cái xe cũ đó hả? À. Xe nó còn chạy tốt không anh? Ừ, xe cũng bể thành bàn hết rồi. Bể thành bàn hết rồi hả? Mà cũng chạy hay tạm tạm thôi. À. Mà đâu có đi làm tiền đâu mà bổ sung lại cho nó. Dạ. Đây là cái
Cái nhà bếp hả? Nhà ở nhà bếp luôn nhá. Nhà ở nhà bếp luôn. À. Anh ở trong này luôn đó hả? Đây ở ngoài đây ở đây. Ở à. Trong đây để bó đồ ăn này nó giờ để ở ngoài đây gà có gà nó vô nó phá. Phá hả? À. Giờ phải để chén nuôi giờ đồ mới về để trong đây. Cả nhà thấy ở bên trên đó thì anh có lợp một cái mái tôn. Đó, một cái mái tôn nha. Cái mái tôn đây số mắt nhìn như thế này á thì mình thấy nó cũng kiểu như nó lủng á. Nó bị gãy á cả nhà. Ở trên á, cái này mình che tạm anh hả? Tự làm mình nhá. Dạ. Còn những cái vách ở dưới này á nó cũng rất là cũ rồi. Mình ở như thế này á, nhiều khi nó có rắn nó bò vào không anh? Có chứ. Có luôn hả? Ở trên này rắn gì anh? Ừ, rắn hổ mang về. Có hổ mang luôn? Có chứ. Nó có cái con rắn mà nó kiểu khúc khúc trắng trắng rồi khúc khúc đen đen rồi khúc vàng khúc đen đó. Khúc đen, khúc vàng khúc đen khúc vàng khúc đen khúc trắng đây là đó hả? Có loại rắn đó không? Có. Có luôn hả? Cái rắn đó nó độc lắm anh biết không? Biết rồi. Rắn đó rắn gì anh biết không? Về rắn nó rắn nó chờ ít biết. Cái rắn mà... nó là rắn cặp nong. À. Cặp nia. Cái rắn đó nó độc hơn cả rắn hổ mang nữa đó anh. Biết rồi. Cái rắn đó nó cắn một phát á là mình tắt thở rồi. Cho nên nó rất là nguy hiểm. Anh mà có gặp nó thì anh đuổi nó đi nha. Ừ. Anh giết không à? Lấy cái cây dài á. Anh bắn bằng nắng xu. Ờ. Không, cây dài cái nào giờ mình không dám đụng đi tới nó. Không dám đụng đúng không? Không. Chỉ bắn ra thì mình dám. Bắn ra. Gần nó không sợ lắm. Nó đọc mà đâu phải dễ đâu. Dạ. Thôi anh dẫn em vô em xem cái nhà tí nha. Mời cả nhà đi vô trong này. Tham quan cái căn nhà của anh Ương tí nha cả nhà. Ở đây là cái khu này là khu gì anh? Dạ. Khu đó để nồi để cái bát xong nồi hả? Để xong nồi để vậy. Ở đây mình có không có rửa qua hả? Không ý là để về để giờ mình chùm lửa giờ nó khói ra nó mới như bồn như vậy á. À. Chứ giờ nó không chùm lửa thì nó không bị về đâu. Rửa gì nó cũng bị do khói gì nó bốc ra vậy. Dạ. Sáng giờ anh nấu gì anh chưa? Không, đây là cành heo, nấu heo chứ cho nấu cho heo. Heo. Vậy đây. Ủa anh trên này em thấy mấy cái này là cái gì anh? Bò bò. Bò bò hả? À. À. Đẹp quá cả nhà. Cái bò bò này mình để ở đây mình làm cái gì anh? Dạ như mình nhiều hay là làm giống hả? Làm ấy là mình trông nhiều hay là mình làm rượu cần về cũng quá tốt hả? Dạ. Bò bò anh để trên cái mái nhà nhìn đẹp quá cả nhà ha. Rất là đẹp luôn. Trong này là cái nhà bếp hả anh hả? Nhà bếp. Trời ơi. Rồi anh nấu cái gì trong này? Đây canh giờ ấy. Canh mướp với đậu. À, mướp với đậu. À. Là mình hái ở ngoài mình vô mình nấu vậy thôi. À, hái ngoài đây chứ để nấu. Có tiền mua cá mua thịt gì không anh? Cả lớp có mua chứ, cả lớp đây không có làm tiền thì không vậy. À, không có tiền là mình coi như mình nhịn luôn. Nhịn. Bên kia em thấy có cái hũ hình như là hũ măng anh hả? Ở đó. Đó. Bên đó măng đúng không? Hũ măng để ấy ra ngâm này. À, anh mở ra em xem tí được không? À. Măng này anh đang ngâm. Ngâm. Ăn được chưa anh? Bây giờ là mới ngâm á. À. Hũ măng này bán cho em được không? À, cần bán như có gì đó. À. Giờ bán cho em cái hũ măng này 500 được không? Nói chứ sùng bắt thấy anh làm một cái hũ măng đầy luôn cả nhà. Cái này là mình đang muối chua hả? Dạ. Muối mặn đúng không? À. Dạ. Đang ngâm.
măng nó cũng nhỏ anh ha. Sắc thì mình sắc nhỏ. Dạ. Rồi chén bát đồ anh đang để ở đây cả nhà. À, ở có một mình. Để xuống mắt đẩy cái nồi canh lại cho anh nha. Cái này anh nấu bao lâu rồi anh? Mới nấu xong nè. Mới nấu xong này. À, nấu xong giờ anh sẽ đi làm với em. À. Rồi nồi cơm đâu? Kia trên rồi. Để kiếm quá để kia. À, anh lấy cái nồi cơm xuống em xem tí được không? Rồi. Cái chân của anh bây giờ nó có nhức dữ không anh? Dạ. Có nhức có, không? Có lúc mà có ngày nó nhức kia nó tê hết luôn, giờ cầm cái gì cái tay cũng vậy, không phải có một cái chân đâu, tay cũng vậy. Tay cũng nó tê luôn. Nó tê nó về là cầm cái rượu cầm không được. Cái gì à. Nó tê về nó làm không được như vậy. Dạ. Cơm này anh nấu hồi sáng. Nấu sáng. Cái này là để dành ăn trưa hả? Ý là vừa ăn vừa để chó ăn nữa. À, chó có nuôi chó con, nữa. Con đi nó đi theo ơi, có chó bà dì qua nó đi theo á. Nuôi mấy con anh? Có một con à. Một con hả? Con đực. Rồi nấu cái nồi gạo đó còn gạo ở đâu nữa không? Còn gạo mấy không? Mấy nấu cho heo mấy cũng bỏ trong đây chứ. Cái hũ gạo đó hả? Dạ. Có hũ vậy thôi hả? Có hũ vậy chứ có hũ nhiều bà. Đâu cho em xem coi. Cái hũ gạo. Cái hũ gạo anh bỏ vô trong cái hũ như cái hũ măng ấy cả nhà, có xíu à. Mà giờ cũng còn có nhiều đây gạo. Có nhiều đây à. Hết gạo rồi hả? Hết tí chén chiều lên đi ra vậy. Đi ra rồi mượn tiếp. Dạ. Bây giờ anh có đi nhặt phân bò được không? Bây giờ chưa đi, em là đang làm cỏ cho em đã. À. Chưa làm xong cỏ đó xong mới đi nhập lại. Làm cỏ. À, thuê. Làm cỏ cho em không có người á. À. Thiếu người xong nó kêu giờ mình làm nhà thì mình ra làm vậy. Dạ. Em là gần gũi nhau, sát nhau vậy á. Em đi lên đây thì cũng được bà con người đồng bào đó, họ biết cái hoàn cảnh của anh ở trên này nè, anh ở có một mình, rồi cuộc sống cũng khó khăn, rồi thiếu thốn đủ thứ hết, rồi người ta giới thiệu em lên đây em gặp anh đó để em chia sẻ cái hình ảnh lên, lên trên cho khán giả xem, bà con khắp nơi người ta biết tới cái hoàn cảnh của anh đó, dạ. Bây giờ mình vác nặng đồ này kia đâu được hả? Vác có ngày ấy thì vác được cũng được 50 kg, không có ngày là không vác không nổi. Vác không nổi. À. Cái canh chòi này là có chỗ anh ngủ hả? Dạ. Anh ngủ ở đây. Xung quanh không có cái gì che hết. Chưa có đi chặt được, giờ bữa về đau tay chân gì đi không được, lên núi không được. Lên núi không nổi hả? Không nổi. Rồi bây giờ mình ở trống trơn vậy luôn. Trống vậy luôn. Nếu mà có đi được bữa giờ đi cùng ông anh thì đi chặt rồi. Dạ. Đi không được giờ sao đi nữa. Người ta thì người ta thường người ta lành thì mà đi sao kịp được người ta. Người ta khỏe khoáng của đời. Dạ. Nhưng mình khổ đi. Người trong làng luôn hả? Dạ. Rồi anh ở như vậy á, rồi những cái lúc mưa á, tối ngủ nó mà mưa, hôm qua hình như có mưa đúng không? Có chứ. Nó có tạt vô trong không. Giường anh không? Không. Ê lại quen rồi á. Giờ nằm như nằm trong như dưới làng bữa nằm. Giờ anh cũng nằm ở trong cứ quầy không á. Nằm mấy cái vách như nhà trong làng. Giờ. Nằm trong nhà không quen á. Cũng nóng nực chịu không nổi. Vậy chứ. Nằm bầy quen rồi hả? Nằm quen nằm vậy. Em nghĩ là lúc nào mà anh khỏe á. Em nghĩ lúc nào mà anh có sức khỏe rồi á, nó đỡ. Anh chịu khó, anh đi anh kiếm cái bạt cũng được. À, mình không có đủ sức, mình đi mình làm một cái vách tre, vách nứa. Thì anh kiếm cái bạt. À, để mà mình chăng xung quanh á. Thứ nhất là cho nó đỡ mũi này. Thứ hai nữa là mưa nó không có tạt vô. Nhiều khi tạt vô cái mưa rừng, trên núi nó cũng dễ tắm vào người á. Nó hại sức khỏe.
Anh ha. Dạ. Xuân Mắc mà có tiền đó cả nhà. Xuân Mắc sẽ hỗ trợ cho anh mấy cái miếng bạc để anh che cái căn nhà anh ở. Nó chỉ có mấy miếng tôn ở trên thôi. Rồi xung quanh nó là trống trơn luôn cả nhà. Trống trơn hết à. Ngay cả cái vách mà đối diện Xuân Mắc đây này, đối diện anh đây này, nó cũng không có vách gì hết. Trống trơn hết luôn. Rồi giường anh nằm đây hả? Dạ. Dạ. Trên này mình có ánh sáng không anh? Dạ. Tối mình có đèn không? Đèn không có, để nhờ cái đèn mới, đèn bên dùng đá, đá bên tiểu á. Có cái đèn pin chút xíu ở trên đó thôi hả? Dạ. Dạ. Trời ơi. Rồi cái bịch trên này là bịch gì anh? Bịch nào? Bịch này nè. Bịch cái bóng điện, bịch cái bỏ đồ ấy, đầu đỏ ấy nè. Bóng điện. Cái bao này là hồi xưa nó là bao gạo ha? Bao gạo. Còn cái trên này em thấy có bịch măng hả? Măng, măng phải khô, măng xé ra phải khô á. Để dành anh đó hả? Dành. Để dành anh. Như vậy là hồi mà anh chưa bị tai nạn, yeah, có sức khỏe, thì anh đi làm, anh có tiền, anh mua heo. Yeah. Còn bây giờ bị tai nạn rồi không còn sức làm nữa. Ở đây là làm qua ngày vậy thôi. Yeah. Rồi đi lượm phân bò anh hả? Yeah. Lượm phân bò bán, một ngày anh nhặt phân bò á, thì anh nhặt được mấy bao? Có lúc được hai bao, có lúc một bao vậy. Có khuế thì được hai bao, không có khuế thì có một bao à. Để đổ đi mua thuốc hút, đổi thuốc hút à, mang xuống làng đổi. Yeah. Rồi có mua gạo là thiếu thì bà con cho mua. Yeah. Thiếu thì mấy ngày xong mình có ấy là có một bao hai bao thì mình cứ được gom gom lại mới trả vậy. Hôm nay em tới á, yeah, em mang đến anh một bữa cơm. Một bữa cơm ngon, một phần quà của Mạnh Thường Quân. Yeah. Rồi tối nay cho em ngủ nhờ ở đây được không? Có gì đó. Tại từ đây mà về dưới xa lắm. Yeah. Về dưới đi tối xa. Em ngủ ở đây với anh nha. Yeah. Anh ngủ góc, em ngủ góc. Được anh ha. Dương. Hồi nào giờ có ai lên đây xin anh ngủ nhờ không? À, đây có lớp có lớp bên đây là có mấy người đi Lâm Đồng hết rồi. À, đi lên rừng thì cũng xin anh ngủ nhờ đây hả? Bữa đó có mấy ghế, bây giờ chú hay là anh em gì vô chơi. Yeah. Vậy. Nhưng mà hôm nay em đi á là tới ba người lận. À. Ngủ giường này vừa không? Tính anh đó là bốn người đó. Vừa chứ. Vừa không? Vừa chứ. Vừa à? Rộng chứ. Giọng đây vừa chứ. Rồi ngủ vừa mà tối mà nó tạt một cái là coi như là ướt chung hết. Anh ha. Chứ mà nhiều khi cả nhà biết sao không? Ở trên rừng trên núi á, cái nước mưa đồ này kia á, mà buổi tối á, nếu mà nó mưa nó tạt á, cũng rất là dễ bệnh cả nhà. Tối rồi muỗi nhiều anh ha. Nhiều á. Dạ. Đây sáng là có nước chảy qua nè, cho nước chảy. Cái màn của anh xong mắt thấy cũng lụng lỗ nhiều à. Cũng có chỗ anh vá lại, có chỗ không. Anh mở cái xe ra em coi tí. Xe này là để anh chạy anh chở phân bò xuống làng anh bán đúng không? Dạ. À. Anh đi chiếc rim, cái này nó hư nhiều chưa anh? Nhiều chứ, nó bị cái
ốc này giờ đục ra nó rớt ra hết, mấy cái ốc này chưa đi bán là chưa à, đi qua thợ, qua thợ bị làm là bỏ mấy cái ốc này vô. Cái canh chòi của anh ở trên này duy nhất có mỗi chiếc xe này thôi cả nhà. Đây là cái phương tiện mà anh chở phân bò, tại vì ở đây xuống dưới làng á nó xa lắm. Anh nhặt phân bò anh đi anh bán đó cả nhà. Cái này muốn hư hết rồi. Hư hết chưa? Dạ, xe hư cố hết. Cố quá, cố rồi, lâu quá rồi. Khô dầu chạy nhớt xì lốc máy bẻ tùm lum luôn rồi. Mình mang này. Lần mình đi là mình lấy nhiêu đó nước về mình dùng hả anh? Dân. Ở chỗ mình mang rồi. Thùng lá đó anh mua chắc cũng cũ lắm rồi ha. Mua lâu rồi cố. Có chứ mấy cái này? Dạ. Đoàn mày là đoàn mày cứ chốt rồi. Bà nào ngã nó có, nó chọt da, nó dạ dạ có. Dạ chú dạ chọt có. Mệt quá. Xuống dưới lấy cái này anh hả? Đây xuống lấy cái này nè. Ừ, tại sao lại được tặng à? Dạ. Lấy nước đây, nước chảy trong đây nè. Làm như cái máng chảy nè. Cái nước này là bên trên khe suối nó chảy ở đây. Khe đá. Nước này là nước trong anh ha. Nước trong, nước lọt luôn mà. Lọt trong núi luôn nè. Đó. Cái nguồn nước này là nó chạy cũng chạy theo cái canh mương, mương nước mương chảy á. Nước mương luôn. Nước mương chảy vừa nó lọt ở dưới thuộc vừa nó thấm vô dưới nó mới mới lọt vô ra cái núi cái hay quá. Cái giống này. Cái xe này hay không? À. Có một chỗ này chỗ nào không có là chỗ, không, chỗ này thôi. Chỗ này duy nhất thôi. Yeah. Rồi cái chỗ mà cái nước nó chảy ra là anh tự làm hả? Làm nhá. Hãy làm không có nếu không làm không có nước uống sao uống thế này sao được, không được. Hay á. Mấy người ở làng rẫy đây cũng nhờ nước này không chảy qua múc nước này không. Như ở dưới làng nước mà người ta cúp nước á. Vừa cũng chạy lên múc ở đây không à. Mấy người người ta làm rẫy ở trên núi hả? Ờ không, ấy là ở dưới làng. Ở dưới làng người ta cúp nước á, người ta nước sạch á, người ta cúp á, người ta không có nước chảy á. Cũng chạy lên đi múc à. À. Ở dưới không có nước thì sao chạy lên. Ở dưới làng mà cúp nước thì cũng chạy lên đây lấy. Chạy lên đây lấy. Cái chỗ nguồn nước này luôn. Vậy là coi như là cái nguồn nước này là cái nguồn nước chính. Đấy. Khi mà dưới làng mất nước là bà con cũng chạy lên đây để múc cả nhà. Cái này nó cũng chạy quanh năm vậy luôn hả? Chạy quanh năm luôn chứ. Ờ, hay quá. Bây giờ tính chặt mấy cây này sợ nó họ chặt không được, xong để lại cho nó bóng mát. Để tắm gì giặt đồ này cho nó dễ cho nó mát. Dạ. Nếu mà chặt ra nó tróng ra cũng được, thì mà không chặt để vậy. À. Ở đây không làm cái mặt lại, mai sao không làm cái mặt lấy cái tôn đó mình lót vô lại nó làm cái lớn. Giờ cho em coi là... cái nắp thùng đá của anh coi. Trời ơi, anh cột bằng kẽm bằng ấy này. Rồi nó cũng bể hết rồi. Bây giờ sức khỏe yếu là mình cứ sắp nhỏ nhỏ vậy thôi anh hả? Dạ. Cái canh lụng đây là mình xách nước sao được. Rồi nó lụng nó giọt về rồi xách về tới nhà chắc hết nước quá. Rồi thôi đi anh. Dạ. Yeah. Cái can nó lụng mà anh không biết cả nhà. Rồi quần nó tụt cả quần rồi. À bị vô.
đi chợ nữa. Lá nhá hả? Quần tột luôn rồi cả nhà. Đó, giấy ăn này. Giấy. Dạ. Trồng bò bò đó. Bò bò đây hả? Dạ. À, cái này anh đang trồng đúng không? Dạ. Bò bò này mình trồng bán được không anh? Cũng chưa từng bán được, giờ mấy người nó trồng trước đây kia. Chưa từng bán hả? Chưa. Cả nhà xem qua cái quần ăn mặc này. Chỗ này thì nó rách vậy luôn anh hả? Rách lụng luôn. Quần không có chun hả anh? Không. Giãn hết rồi hả? Giãn hết rồi. Trời ơi. Rồi anh mặc đi làm. Ừ. Sáng giờ chắc đói bụng hay sao mà tụt hết cái quần. Áo thì anh mặc áo, cũng áo từ thiện. Áo bà con cho. Đoàn từ thiện người ta cho áo cả nhà. Đó. Áo này là áo của mấy chị em nha, mấy cô. Dạ. Mấy đồng bào. Anh thấy thương quá cả nhà, anh rất là hiền, vui vẻ nữa. Đói bụng chưa anh? Chưa. À. Một ngày anh ăn mấy bữa? Có lúc 3 bữa, có lúc 2 bữa. Có lúc 3 bữa, yeah. Có lúc 2 bữa. Nhưng ngày hôm nay là hết gạo rồi là ăn mấy bữa? Ngày đây cũng có lúc bây giờ thèm, có lúc đói giờ ăn được một bữa, có lúc không, có ngày là không biết đói là gì, là cứ thích làm đi làm cũng chịu làm vậy á. Không biết đói là gì luôn hả? Đó làm này, bên kia theo cái vườn này trồng chuối này mới trồng lại kia đây này. Là ý là anh làm anh không đói luôn hả? Không biết đói vậy, bà gì hồi nãy á, bà gì cũng bà gì là nói sao vậy, bỏ ăn bỏ gì mà làm chút cú vậy. Ông mình làm giống như có con có cái làm. Em nói anh rồi. Này anh làm thì cái công việc anh làm thì là tốt, nhưng mà anh phải phải ăn vào cho nó có sức chứ. Nhiều khi anh ở một mình, đã ở một mình rồi mà không ăn uống nữa là nhiều khi nó hại sức khỏe lắm anh nha. Hay là tiết kiệm gạo rồi không ăn? Có tiết kiệm, bây giờ khi vô làm là không biết đói sao. Không biết đói hả? Cứ thích làm mà vậy á. Quen rồi hả? Không, khi nào giờ, đói mới ăn. Cũng giờ là giờ gì giờ chứ, hay là cứ đây nhức đầu làm thì làm vậy. Dạ. Sáng giờ chạy đi á, cái đường nó lầy quá, em bị té. Anh Đồng anh bị té nên là cũng hên là mấy cái này nó không có ướt này. Dạ. Té nhiều khi nó ướt ở bên ngoài á. Này là bên ngoài. Dạ, nó ướt cái bao bên ngoài chút xíu. Có gì anh để ra nắng cho nó khô luôn nha. Dạ. Thì hôm nay em tới em thăm anh này. Em gửi tặng anh 2 thùng mì của Mạnh Thường Quân nha. 2 thùng mì của Mạnh Thường Quân. Rồi 2 chai dầu ăn nha. Dạ, 2 chai dầu ăn. Để đây. 2 chai nước tương anh nha. 2 chai nước tương. Rồi, bên này có 3 bịch muối anh ha. 3 bịch muối. 2 bịch bột ngọt nữa. Đây là món quà của Mạnh Thường Quân gửi đến bà con khó khăn miền núi mình đấy. Thì em cũng thay mặt Mạnh Thường Quân em mang tới cái phần quà đến để hỏi thăm và chia sẻ cái hình ảnh của anh lên trên cho mọi người biết đến. Dạ. Anh dựng cái bao gạo lên giùm em nha. Cái bao này là 10 kg anh ha. 10 kg gạo. Dạ rồi. Ngoài ra thì em gửi thêm cho anh 1 kg cá cơm khô size lớn. Dạ. 1 kg cá cơm khô và 1 kg cá ngân khô anh nha. Dạ. Lúc nào buồn buồn là hút thuốc hả? Dạ. Quen rồi à. Nói chung mình cũng hạn chế hút thuốc anh nha. Hút thuốc nhiều cũng không có hại sức khỏe, không tốt sức khỏe. Rồi, cả nhà thân thương,
Phần quà ngày hôm nay Xuân Bắc gửi đến anh Ương, đó là mình dùng cái số tiền, con dùng cái số tiền của cô Thuận ở bên Mỹ, con xin phép trích ra cái số tiền mua cái phần quà này để gửi đến anh. Thì chi tiết cái phần quà và cái số tiền của một phần quà Xuân Bắc sẽ để bên dưới bình luận để cô vào cô xem nha. Con cảm ơn cô rất là nhiều đã mở cái tấm lòng vàng gửi đến cho bà con khó khăn miền núi những cái phần quà. Ở trên này họ thiếu thốn nhiều lắm cô. Khi mà họ nhận được những cái phần quà này họ rất là mừng. Cái phần quà này á, như cá này, thì lúc nào anh ăn á, thì anh lấy là anh kho hoặc anh nấu canh. Lúc nào anh không ăn mà trời có nắng to á, thì anh mang ra anh phơi. Mình phơi xong mình bỏ vô cho nó kiểu nó để được lâu anh nha. Dạ. Rồi mì lúc nào anh ăn thì anh pha mì ha. Dạ. Hôm nay thấy một cái phần quà như vậy á, anh vui không? Dạ, cảm ơn rất vui. Dạ. Dạ, thấy cảm ơn rất nhiều. Dạ. Anh nhìn vô màn ảnh nhỏ á, anh cảm ơn Mạnh Thường Quân giùm em. Dạ, cảm ơn dạ, Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân rất nhiều nha. Dạ. Cả nhà thân thương, như vậy là một phần quà nữa Xuân Bắc gửi đến bà con khó khăn miền núi. Đây là hoàn cảnh của một anh trai, anh ở trên này. Anh không có nhà dưới làng cả nhà. Anh ở trên này, anh nuôi heo và anh đi nhặt phân bò để mà kiếm cái đồng tiền anh chi tiêu cuộc sống với cả nhà. Cũng thiếu nhiều. Cái bệnh của anh nó còn phải điều trị không anh? Có phải điều trị hay cái gì đó không? Cũng có chứ mà lại giờ không có tiền. Không có tiền hả? Rồi để vậy luôn hả? Rồi bây giờ chân nó nhức hả? Nhức. À, không làm việc nặng được nữa. Làm việc nặng được. Dạ. Một cái bao phân bò đó nó khoảng nhiêu ký anh? Chắc cũng được, nếu mà nặng là cũng được 30 ký. À. Giờ nhẹ thì có 20 ký, 30 ký. Dạ, là mình chở xuống làng anh hả? Dạ. Dạ. Lúc mà có xe đạp bữa là chở xe đạp à. Xe đạp bây giờ người ta lấy rồi ta ăn trộm để bên chỗ mấy anh đứng nãy á. À, xe đạp người ta lấy rồi hả? Để bữa đó xong giờ qua đây làm canh heo. Dạ. Giờ túi rồi không đi không kịp á. Xong giờ về đây để đó thường cũng để đó. Giờ mới đi làm xong giờ xe giờ mất bỏ hả? Đó. Bỏ đó cho sáng đi tính đi làm. Đi làm đi ra coi xe giờ không có xe đi kiếm xe. Không mất thấy luôn mấy ngày đây. Mất xe luôn rồi. Mất luôn. Xe đạp. Ồ. Người ta cũng đòi hỏi mua chứ xe đó xe của chở cây, chở đồ á. Người ta thích lắm. Người ta làm nhà, làm cửa. Người ta chặt cây về để chở đi dễ lắm. Dạ. Xe thủ á. Dạ. Kìa có đó. Giờ lúc người ta lấy rồi đó. Người ta biết người nào đâu mà nói. Dạ. Đi kiếm. Bỏ luôn này. Bỏ luôn luôn. Đi kiếm mấy ngày luôn. Không ăn luôn. Đi kiếm miếng rồi. Đi hỏi người tiếc này. Cái xe quá hả? Tiếc xe chứ. Trời ơi. Dự bỏ luôn. Ờ, không biết ai đi luôn. Không biết, không thấy người đi qua bên nhà. Sao bên anh đây? không đưa về đây, xe đạp anh không đưa về đây mà anh để bên đó? Ê, thường xuyên nhà anh ở đó, ruộng anh ở đó giờ phải để đó, để tính chiều xuống làng lại á. Dạ. Má còn giờ dịp dắt chủ qua đây, dắt qua lại. Wow. Đi giờ dòng giờ lá bị khê nữa đó. Dạ. Có không có đường trên kia nó đi dọn qua dọn lại nó xa, đi thẳng bên này nó dễ hơn. Trời ơi. Đã khổ rồi còn mắc cái khó nữa cả nhà. Tội thương anh quá. Thôi hôm nay em đại diện cho Mạnh Thường Quân gửi anh một phần quà, cũng không biết nói gì hơn, chúc anh thật nhiều sức khỏe. Có dịp thì em lại lên em thăm anh nha. Thăm cái sức khỏe của anh coi là nó như thế nào. Rồi coi cái công việc của anh đó, anh đi nhặt phân bò nó như thế nào đấy. Rồi lúc nào anh khỏe khỏe em lên, có dịp thì em lại lên nha. Dạ. Rồi một lần nữa thì Xuân Bắc cũng đại diện cho bà con khó khăn miền núi, người đồng bào Rắc Lây, họ sống ở trên núi. Cảm ơn tấm lòng vàng của các anh chị, cô chú Mạnh Thường Quân và các bạn Mạnh Thường Quân đã tin tưởng kênh Xuân Bắc Vlog, gửi cho Xuân Bắc Vlog một số tiền quỹ để Xuân Bắc trích ra mua những cái phần quà gửi đến bà con khó khăn
Cảm ơn tấm lòng vàng của cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Kính chúc cho các quý vị Mạnh Thường Quân và tất cả quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ và bình an bên gia đình và những người thân yêu của mình. Video ngày hôm nay Số Mắc xin phép kết thúc ở đây. Tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Xin chào nha.